Chương 1. Hiến tim bình thường và bất thường. Hiến tim bình thường. Bình thường, trong một chu chuyển tim, chúng ta nghe rõ hai tiếng. Tiếng thứ nhất, trầm, dài. Tiếng thứ hai, thanh, gọn. Giữa tiếng thứ nhất đến tiếng thứ hai có một khoảng nghỉ ngắn. Và từ tiếng thứ hai đến tiếng thứ nhất của chu chuyển tiếp theo có một khoảng nghỉ dài. Sau đây là tiếng tim bình thường nghe ở mỏm tim. Hình 1. Và đây là tiếng tim bình thường nghe ở đáy tim. Ở trẻ em và thanh niên, đôi khi chúng ta có thể nghe thấy tiếng thứ ba sinh lý. Tiếng tim bất thường. Chúng ta nghe lại tiếng tim bình thường ở mỏm tim. Tiếng thứ nhất bất thường. Tiếng thứ nhất chúng ta nghe thấy là do đóng các van nhĩ thất, hai lá và ba lá, đồng thời mở van cổ chim. Nghe rõ ở mỏm tim, âm sắc trầm, dài. Tiếng thứ nhất có thể thay đổi cả âm sắc và cường độ như đanh, mạnh, mờ và tách đôi. Tiếng thứ nhất đanh là dấu hiệu thường gặp nhất trong hẹp van hai lá, nghe rõ ở mỏm tim. Sau đây chúng ta lần lượt nghe. Đầu tiên là tiếng tim bình thường, sau đó là tiếng T1 mạnh và cuối cùng là T1 đanh. Trong các trường hợp làm thất trái con nhanh, van nhĩ thất bấm lại mạnh như gắng sức, cường giáp, sốt hoặc tăng lưu lượng tuần hoàn, thông liên thất, thông liên nhĩ, còn đấm động mạch, tiếng thứ nhất có thể mạnh lên. Ngược lại, tiếng thứ nhất cũng có thể nghe mờ đi hoặc mất. Trong các trường hợp tràn dịch mà ngoài tim, thấp tim gây phù nề các lá van nhĩ thất, hở van nhĩ thất. Trong trường hợp phân ly nhĩ thất, làm cho nhĩ và thất co không đồng bộ nên cường độ tiếng thứ nhất rất khác nhau. Thời gian dẫn truyền nhĩ thất cũng ảnh hưởng đến cường độ tiếng thứ nhất và hai. Người ta thấy rằng khi khoảng TR từ 12% giây đến 16% giây thì tiếng thứ nhất nghe mạnh, rõ hơn tiếng thứ hai. Hình 2. Khi TR từ 18% giây đến 20% giây, cường độ tiếng thứ nhất yếu đi và tiếng thứ hai nghe mạnh hơn. Hình 3. Tiếng thứ hai bất thường.
Trước tiên, chúng ta cùng nghe lại tiếng tim bình thường ở đáy tim. Tiếng thứ hai chúng ta nghe thấy là do nóng các van phổi chim. Thành phần phổi nghe rõ ở một vùng khu trú liên sườn 2, 3 trái. Thành phần chủ nghe rõ ở vùng trước tim và liên sườn 2 phải. Điều quan trọng khi nghe tiếng thứ hai, chúng ta phải phát hiện được T2 mạnh, áp đôi, M. Tiếng thứ hai mạnh lên chủ yếu do tăng áp đại tuần hoàn hoặc tiểu tuần hoàn. Trong tăng huyết áp, T2 mạnh nghe rõ ở liên sườn 2 phải và thường ở liên sườn 3 trái. Trong tăng áp tiểu tuần hoàn do hẹp hai lá, thông liên nhĩ, còn đống động mạch, tâm tế mãn, T2 mạch nghe rõ ở ổ van động mạch phổi. Trong một số bệnh lý làm thất phải và thất trái co không đồng bộ, các van tổ chim đóng không cùng một lúc tạo nên tiếng T2 tách đôi. Bình thường chúng ta nghe hai thành phần này chỉ thấy một tiếng duy nhất, nhưng chúng ta bắt đầu nghe thấy tách đôi khi chúng cách nhau 2% giây và nghe rõ khi 8% giây. Bây giờ chúng ta nghe tiếng tách đôi 2% giây. Hình 4. Tiếng tách đôi 4% giây. Tiếng tách đôi 6% giây. Tách đôi 8% giây. Ở người bình thường khi hít sâu, ta có thể nghe T2 tách đôi sinh lý ở ổ nghe van động mạch phổi, hình 5. Tiếng thứ hai tách đôi cố định, không thay đổi theo hô hấp, nghe rõ ở ổ van động mạch phổi là dấu hiệu nghe quan trọng trong chẩn đoán thông liên nhĩ, hình 6. Trong block nhánh phải, do khử cực thất phải chậm hơn thất trái, làm van động mạch phổi đóng muộn. Hai thành phần của tiếng thứ hai tách đôi càng xa nhau khi bệnh nhân hít sâu vào. Đây là đặc điểm quan trọng để chẩn đoán. Hình 7. Trong bước nhánh trái, thất trái khử cực chậm nên van động mạch chủ đóng muộn. Khác với trong bước nhánh phải, tiếng thứ hai tách đôi ở đây nghe rõ khi bệnh nhân thở ra. Ở thì thở vào, nghe tiếng tách đôi chít lại và đôi khi thành một tiếng duy nhất. Hình 8.
Tiếng thứ hai có thể mờ đơn độc hoặc cùng tiếng thứ nhất, gặp trong tràn dịch màng ngoài tim, hẹp các van tổ chim, thấp tim gây phù nề van tim. Tiếng tim bất thường khác. Tiếng thứ ba sinh lý có thể gặp ở trẻ em và người trẻ dưới 30 tuổi. Nó cách tiếng thứ hai chừng 12-18% giây, nghe trầm ngắn. Sau đây là tiếng thứ ba ở một cháu bé bình thường. Hình 9. Trong suy tâm thất cấp hoặc lưu lượng máu qua van nhĩ rất nhiều, tạo nên tiếng thứ ba bệnh lý và được gọi là tiếng ngựa phi. Tiếng ngựa phi nghe rõ ở mỏm hoặc trong mỏm dọc xuống trái, âm sắc trầm ngắn, cách tiếng thứ hai từ 12-18% giây. Trong trường hợp ngựa phi kèm tiếng nhĩ ru, ta nghe được một nhịp 4, bao gồm T1, T2, T3 và tiếng nhĩ thu. Hình 10. Tiếng tấm máu hay còn gọi là click tấm máu xuất hiện ngay đầu thì tân thu. Người ta cho rằng có thể do mở các van tổ chim và sự căng giãn nhanh của các gốc động mạch tạo ra. Trong các trường hợp hẹp van động mạch phổi, tăng áp động mạch phổi tiên phát hay thứ phát, giãn động mạch phổi, chúng ta nghe thấy tiếng click tấm máu động mạch phổi rõ ở liên sườn 2-3 trái, thay đổi theo hô hấp, mạnh lên ở vì thở ra, yếu hoặc mất y khi hít vào. Trong click tấm máu động mạch chủ, do hẹp van động mạch chủ bẩm sinh, nghe rõ ở mỏm và liên sườn hai phải, không thay đổi theo hô hấp. Sau đây chúng ta nghe đầu tiên tiếng tim bình thường, sau đó là tiếng click tấm máu động mạch phổi mạnh lên và yếu đi theo hô hấp. Hình 11.